Vâng, mình chính âm thanh bản, mình xin chào tất cả các bác cùng anh em ở mọi miền Tổ quốc. Thì nay ngày 21 em test cái combo này gửi cho một bác khách, đó là một cặp loa Ribe có mã RI325 bass 25. Nhưng thùng nó rất là to nha các bác. Các bác thấy cái sub 30 kìa. Mà nó to hơn sub 30 1 cm. Thùng lớn lỗ thông hơi phía trước. Nguyên thùng shop, cặp loa này giá 10 triệu và cái âm ly Pioneer SA810 là dòng mà Pioneer cổ, tiếng cho ra rất là mộc, kiểu như các bác đang nghe bên cuối vậy đó. Thì giá con đi này 6 triệu, hàng đẹp keng, tất cả nguyên zin. Và sau đây mời các bác nghe một ca khúc đến từ em quên mất rồi. Và để cập nhật những video liên tục, các bác ấn vào nút đăng ký kênh cũng như là mua hàng thì cứ liên hệ cho em qua hai số điện thoại bên trên màn hình. Và combo này thì giá là 16 triệu nha các bác. Rồi thì bác nào có nhu cầu thì cứ alo cho em. Con dưới là con Lukman L560 rất là mới, giá là 18 triệu bao ship nha các bác. Và con Pioneer này SA810
dòng âm ly cổ của dòng Pioneer tiếng rất là mộc mạc, thích hợp cho các bác nghe nhạc vàng, nhạc cổ trước 75, giá là 6 triệu, hàng đẹp keng. Rồi cảm ơn các bác đã dành chút thời gian xem video của em. Hẹn các bác ở video kế tiếp.